Vâng, xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Hiện tại bây giờ là 11 giờ trưa thì mình đang có mặt tại thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên. Và vị trí mình đang đứng ở đây là trước cái một cái dinh miếu cổ xưa đã được trùng tu xây dựng lại cũng khá là khang trang, đó là dinh Bà. Thì dinh Bà tọa lạc tại khu vực lưng chừng đồi núi, nằm ở phía tây nam của thôn Quảng Đế, xã Xuân Bình, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên. Thì đây mình đang đứng trước cái cổng này. Cổng này là cái cổng mới xây lại từ khi mà xây lại cái dinh này. Đó, thì tổng thể cái chiều ngang của cái khu vực dinh này thì mình ước lượng nó khoảng chừng 30 mét thôi. Nó cũng không có rộng lắm. Thì ở đây thì theo một số cái thông tin mình được biết thì đây là một cái dinh miếu cổ xưa được xây dựng vào khoảng thời gian có thể là thời kỳ Chăm Pa và cũng có thể là thời kỳ nhà Nguyễn, thời vua Gia Long đó. Bởi vì ở xung quanh cái khu vực này nó vẫn còn cái dấu tích của cái nền móng nhà xưa, chứng tỏ là ở khu vực này thì thời đó cách đây 300 năm, 400 năm thì đã có một số cư dân người ta di cư, người ta tập trung, người ta ở đây. Cho nên ở đâu có dân thì người ta sẽ xây dựng cái dinh, cái miếu để người ta thờ. Đấy. Và ở đây nó vẫn còn một cái giếng. Giếng này là cái giếng xưa nha, giếng xưa nhưng mà mười mấy năm nay thì người ta lại trùng tu, sửa chữa, người ta đưa bọng xi măng xuống đây giếng này này. Chứ trước kia nó là một cái giếng cổ xưa, chỉ là nó đào bằng đất, xếp bằng đá thôi. Bởi vì ở đây đất ở đây nó rất là rắn chắc, nó cũng không thể nào mà sạt lở được. Và khu này thì nó cũng khá là rộng này. Nó khu đồi núi thuộc xã Xuân Bình, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên, nó khá rộng. Rồi giờ mình đi vào bên trong nha, dần đi vào bên trong. Và thì những gì còn lại ở cái dinh miếu này cũng có một số cái dấu tích xưa. Bây giờ mình cho cô chú anh chị các bạn xem những cái dấu tích xưa này. Chẳng hạn như cái bình phong này nè. Đây. Cái bình phong này là cái còn lại là xây từ ngày xưa là cái này. Đây. Nó vẫn còn là. Thì cách đây mười mấy năm thì cái dinh này nó đổ nát, nó sập sệ hết, chỉ còn là những cái bức tường cũ kỹ thôi. Rồi sau đó thì đã được trùng tu xây dựng lại, nó khang trang như ngày hôm nay. Nó phải nó cũng tương đối là nó đẹp. Vào năm 2015 là phải nó xây nó hoàn chỉnh luôn. Và bên này nó vẫn có một cái trụ này, là hai cái trụ xây từ ngày xưa đây. Đây là trụ cổng ngày xưa, cổng nó nhỏ lắm, cổng này. Đây. Đây hai cái trụ cổng ngày xưa. Ngày xưa người ta xây thì nó khá là nó đơn giản, nằm ở dưới đây nè. Còn ở phía trên này là người ta sau này người ta xây bạ lại gạch đây. Đó. Và phía sau này cũng có một cái trụ đó, trụ ở sau đây nè. Đây, ta cũng để lại cái trụ này. Trụ hình búp sen. Đó, cũng từ ngày xưa. Đây, trụ hình búp sen. Đó. Thì khi mình quay sát lại, mình sờ, mình thấy là cái hình trụ này nó xây cái chất liệu. Ngày xưa là bằng vôi với đá thôi, vôi với đá. Giống như những cái mồ mã xưa thời người Hoa cách đây khoảng tầm 300-400 năm trước các bạn. Và một cái điều đặc biệt ở trong cái dinh này, nó có một cái ba cái linh vật. Linh vật mình ra chỗ này mình chúng chữ bạn xem. Linh vật này được gọi là ba ông táo đó. Đây
được xếp đặt ở phía cái nhà thờ nhỏ ngoài này. Đây thì vốn dĩ là ba ông táo này này, ba ông táo này thì cách đây khá lâu rồi, thì được người dân Thôn Quảng Đế người ta mới mang ba ông táo này ra cái trung tâm, cái gần cái trụ sở của thôn đó, đặt ngoài đó. Nhưng mà sau đó thì trong thôn xóm thì người ta có những người lớn, người ta có muốn đề nghị, có người yêu cầu là phải đưa nó lại cái dinh này và đưa vào đây để mà thờ luôn. Đó. Ba ông táo ở giữa là ông to, hai bên ông nhỏ đây. Đó. Ba ông táo bằng đá nha, bằng đá. Đây, ba ông táo bằng đá. Rồi. Thì ở ngôi dinh này thì hàng tháng vào những ngày mùng 1, ngày rằm thì người dân ở khắp nơi, đặc biệt là ở xa, người ta cũng đến đây cũng khá đông để người ta cúng, người ta xin cầu nguyện. Nhưng mà hôm nay là ngày thứ bảy, hôm nay ngày ngày thứ bảy thì mình thấy là hôm nay thứ bảy và đồng thời là ngày mùng 7 tháng 2, cho nên là mùng 7 mùng 8 gì ạ, mùng 8 tháng 2, nên là người đến đây thì cũng không có nhiều. Từ thời điểm bây giờ thì mình thấy chỉ có một nhóm người cũng như một gia đình, người ta đến, người ta trưng bày, người ta cúng ở đây. Đó thì phía bên ngoài, bên cạnh của cái nhà thờ, cái dinh chính đó, là có cái nhà thờ này, cái thờ này đây. Đó. Ở trên này để thờ tới có là 5 bức tượng. Mình không hiểu, mình không hiểu cho nên mình không, xin không được, không trình bày. Vậy không biết là thờ những vị thần linh đó, như thế nào mình cũng không có hiểu lắm. Mình chỉ quay cô chú anh chị các bạn xem thôi. Bởi vì ông chú, ông trụ trì ở đây thì hôm nay ông không có mặt ở đây. Còn bên dưới thì thờ là một cái hai con linh vật. Linh vật là hình như là hổ và mèo hay sao mình không. Đây, còn đây là phía bên trong. Nhà chính bên trong, giữa nó có cái bàn thờ ở giữa. Rồi mình đi xích vào bên trong. Đây, cái chỗ cái dinh chính là xây dựng năm 2007. Còn hoàn tất cái phía ngoài đây nó là 2015. Rồi bên trong. Đây mình đi vào cái cửa phụ này. Bên trong này bố trí thờ. Mình có bàn ở giữa đây, bàn ở giữa bàn chính. Mình cũng xin được không có trình bày, mình không có hiểu. Thờ những cái vị như thế nào mình không hiểu. Mình chỉ quay thôi. Đó, bàn thờ giữa chính này. Ngoài ra xung quanh có hai bàn bên kia. Một bàn đó này. Đây bàn. Phía bên này. Này cũng có một bàn thờ. Rồi, và hai đầu sông này có hai bàn thờ. Đây nữa, một. Rồi, phía đối diện, đầu sông bên này có một bàn đó.
cũng giống như bàn kia. Đây, ở trên được xây dựng cột ngói nha, ngói. À, thì đây là cái chỗ thờ chính của cái dinh bà này. À, ở trong mình nhìn ra cái cửa chính. Rồi giờ mình đi ra nha. Mình đi ra. Đây cái gian phía ngoài. Rồi vậy thì mình cũng xin kết thúc video này tại đây nha cô chú chị các bạn.